Thương mại điện tử thời trang đang là một trong những ngành phổ biến và phát triển mạnh nhất hiện nay. Theo thống kê của Statista, tốc độ tăng trưởng kép hàng năm của ngành này đang rơi vào khoảng 14% một năm. Tổng giá trị ngành dự kiến cán mốc 1.000 tỷ đô vào năm 2025. Theo nghiên cứu của công ty Secom, lĩnh vực thời trang đang là trụ cột chính của ngành thương mại điện tử tại Việt Nam, chỉ xếp sau ngành thực phẩm. Không tin á, trong 2 năm vừa rồi, bạn đã mua bao nhiêu thiết bị gia dụng, vé xem phim, nghe nhạc hay đồ công nghệ điện tử, quần áo, giày dép và đồ thức ăn uống thì sao? Mình dám cá là tần suất của nhóm thứ 2 sẽ nhiều hơn, có phải không? Tương ứng với số lần order của bạn, cơ hội từ nhóm 2 cũng sẽ nhiều hơn. Tuy nhiên, để nhà hàng trong mơ của bạn có thể tồn tại và cạnh tranh, thì chuột Remy ngoài giỏi chuyên môn còn phải học thêm vài lớp kế toán, tài chính, quản lý doanh nghiệp, thậm chí còn phải tốt nghiệp vài khóa bôi trơn. Cùng lúc, để cửa hàng thời trang online làm điều tương tự hoặc ít nhất là để tồn tại, thì xuất phát điểm của bạn chỉ cần là Linguini cũng được rồi, miễn sao bạn kiên trì và thận trọng trên từng bước đi. Hoặc ít nhất, đây là những gì mà mình hình dung ra sau khi đọc được vài dòng chia sẻ kinh nghiệm chinh chiến trong ngành thương mại điện tử thời trang tại Việt Nam của bạn Jolie, The Overthinker. Spider Room thấy bài viết này phù hợp với tất cả những bạn đang nhen nhóm tinh thần khởi nghiệp lẫn những bạn đang tham gia thực chiến rồi. Đường đến vạn đơn, liệu bạn đã biết bí quyết? Bán cái gì? Lên sàn như thế nào? Kinh nghiệm của các chùm thương mại điện tử ra sao? Làm giàu và tự chủ tài chính bằng cách thấu hiểu thị trường cùng cuốn sách Mở khóa thương mại điện tử Việt Nam. Khám phá và đặt ngay tại tủ sách của nhà nhện nhé! Tại sao mình lại chọn ngành thời trang khi nó là ngành hàng cạnh tranh nhất? Trong tất cả các ngành hàng trên thương mại điện tử hiện nay, đồ điện tử, đồ tiêu dùng nhanh, đồ thời trang, đồ nội thất gia dụng, trang trí linh tinh, thì mình tiếp xúc nhiều nhất với các ngành hàng bán lẻ và tiêu dùng nhanh, nên mình hiểu được cách vận hành và xu hướng ngành hàng về mặt kinh tế vĩ mô. Chọn giữa nhóm hàng tiêu dùng nhanh và hàng thời trang thì mình quen thuộc với nhóm thời trang trên phương diện cá nhân, vì hồi lớp 8, mình từng mở shop thời trang riêng trên Facebook, đã phải đi tìm các đối tác cung ứng đến tận nơi kiểm tra sản phẩm, chất liệu rồi điều giá rẻ. Ngoài ra, nếu so sánh giữa hàng tiêu dùng nhanh và hàng thời trang thì các mặt hàng như là mỹ phẩm, skincare hay bất cứ đồ tiêu dùng ăn, tắm, giặt nào cũng sẽ cần dòng tiền lớn để nhập và xoay vòng, cộng sản phẩm có hạn sử dụng. Vì vậy, với nguồn vốn tự thân, mình chọn cái ít rủi ro nhất là các sản phẩm thời trang. Nhận định cá nhân của mình về thị trường hiện tại là gì? Sau một khoảng thời gian không ngắn mà cũng chẳng quá dài chinh chiến, thì sau đây là nhận định của mình. Thứ nhất là về mặt thị trường. Ở Việt Nam, thị trường thương mại điện tử đang khá là bão hòa khi phần đều sản phẩm là nhập từ Trung Quốc về. Việc phụ thuộc vào xu hướng trên mạng xã hội hoặc kênh thương mại điện tử của bên họ kèm theo sản xuất số lượng quá lớn và nhân công dồi dào khiến giá thành sản phẩm từ đất nước tỷ dân bị đạp xuống ở mức siêu rẻ. Chỉ cần Trung Quốc tắc biên là bên Việt Nam bị hạn chế về cung. Lấy ví dụ, đợt tắc biên năm 2021, thời điểm này các cửa hàng trong nước rất hạn chế nhà stock. Thứ hai là về đối thủ. Đa phần vẫn là các kho buôn sỉ hoặc nhà bán hàng nhỏ lẻ tự phát buôn hàng Trung Quốc. Các thương hiệu tự sản xuất cũng có những mẫu mã na ná nhau và phải chịu chi phí lớn về mặt xây dựng thương hiệu, số lượng sản xuất lớn và duy trì bộ máy dẫn tới giá thành sản phẩm cao hơn so với Trung Quốc. Hơn nữa, người tiêu dùng chủ yếu đưa ra quyết định nhanh vì mẫu mã và giá chứ không phải là vì thương hiệu, nên thị phần của shop tự xuất vẫn là khiêm tốn so với bức tranh tổng của ngành. Đó là còn chưa kể đến các ông lớn trong ngành với những người sẵn sàng đập tiền để duy trì bộ máy, nhưng ăn lãi nhỏ trên từng sản phẩm rồi bán số lượng lớn làm lãi. Cuối cùng là nhận định của mình về khách hàng. Kinh nghiệm của mình chứng minh rằng họ vừa không trung thành và vừa quyết định rất nhanh. Chỉ có một số ít mới mua hàng, mặc hàng ngày, thực sự là vì chất lượng. Số đông còn lại mua vì xu hướng nên họ thường đưa ra quyết định nhanh dựa trên giá cả, mẫu mã hơn là chất lượng, sản phẩm và thương hiệu. Suy nghĩ hiện tại vẫn là quần áo dễ lỗi mốt, mua rẻ rồi thay thường xuyên cho mới. Ngoài ra, cả thị trường, các nhà bán hàng và khách hàng đều bị FOMO khi có một xu hướng mới trên thị trường, đặc biệt là kênh bán và sản phẩm. Điều này vừa có lợi khi có thể cập nhật xu hướng mới nhất, bán được nhiều đơn hàng hơn, nhưng cũng có thể không tốt nếu thương hiệu muốn xây dựng kênh bán ổn định lâu dài, đi kèm với giá trị thương hiệu thay vì chạy theo sự dịch chuyển của thị trường. Về cơ bản, người mua hàng vẫn luôn là người có lợi nhất khi cuộc chiến tiêu dùng nhanh, bán lẻ và thương mại điện tử vẫn đang là đập tiền để mua đơn và giành thị phần. Thoạt nghe có vẻ vô cùng phức tạp và rắc rối đúng không các bạn? Vậy thì, có hướng phát triển nào cho người mới bắt đầu không? Chắc chắn là nên né việc thuê cửa hàng vật lý
Hình thức này đem lại rủi ro cao về mặt chi phí, như là chi phí mặt bằng, thuê nhân viên các thứ, trong khi chưa chắc đã có sự ổn định về lượng đơn bán ra và doanh thu lẫn lợi nhuận. Ít rủi ro hơn một chút thì chúng ta có thương mại điện tử. Tuy nhiên, trước khi bắt đầu, hãy nhớ rằng đây là đại dương đỏ với quá nhiều con cá lớn sẵn sàng đập tiền trời khô máu, sẵn sàng ăn lãi mỏng lâu dài để cướp hết cơ hội của những nhà bán hàng nhỏ lẻ. Hiện tại, các kênh thương mại điện tử của Việt Nam đang nỗ lực đưa sản phẩm Việt Nam ra nước ngoài với việc họ làm trung gian đảm bảo tính pháp lý, vận chuyển hàng hóa và sự uy tín cho cả người bán lẫn người mua ở các quốc gia khác nhau. Cá nhân mình thấy hàng Việt Nam tự sản xuất giá rẻ mà chất lượng qua kênh thương mại điện tử để bán lẻ tới người tiêu dùng quốc gia khác là đại dương xanh mà không cần tìm kiếm nguồn khách hàng lẫn rủi ro về vận chuyển, pháp lý và chăm sóc khách hàng. Dễ chơi, dễ trung thực nhất thì bạn có thể thử hình thức làm KOL, KOC rồi mở thêm shop, cũng giống như khi Shopee phát triển và dịch chuyển hành vi mua hàng từ cửa hàng vật lý sang cửa hàng ảo thì việc TikTok phát triển social commerce đã dịch chuyển tiếp hành vi tiếp nhận thông tin qua video sang mua hàng qua livestream. Từ đó, TikTok đã mở ra một đại dương xanh mới cho các nhà bán hàng tự thân, đặc biệt là các bạn làm KOL và KOC. Khi đã có lượng theo dõi lớn và làm affiliate từ TikTok qua các sàn, dẫn tới việc kéo traffic qua các nền tảng khác nhau, KOL hay KOC có thể tự mở shop kinh doanh sản phẩm, vừa đảm bảo được uy tín từ sức ảnh hưởng của chính mình, vừa kinh doanh được sản phẩm mà vẫn giữ được lượng người theo dõi. Oh, in one app. Nhưng chỉ người đấy thôi là chưa đủ, vì tất cả cũng mới chỉ dừng lại ở lý thuyết. Vậy còn kinh nghiệm thực chiến thì sao? Trước khi khép lại bài viết, mình muốn chia sẻ nốt với các bạn những bài học cá nhân của mình về bán hàng nhờ thương mại điện tử. Hy vọng rằng chúng có thể hỗ trợ các bạn một phần nào đó. Đầu tiên, có kinh nghiệm làm ở các công ty, tập đoàn lớn thì tự kinh doanh vẫn như thường. Mình từng bắt đầu với một phong thái tự tin. Việc có kinh nghiệm làm tiêu dùng nhanh và bán lẻ giúp mình có đủ kiến thức nền để đỡ phải tự mày mò khi bắt đầu tự kinh doanh. Thế nhưng, việc làm việc trong một quy trình cố định và ra quyết định nhanh trong một tổ chức lớn không đồng nghĩa với việc ngoài thực chiến cũng sẽ như thế. Thị trường bên ngoài chẳng tuân thủ theo quy trình hay là nguyên tắc nào hết. Nếu mình ra quyết định sai thì mình sẽ chịu thiệt rất lớn, chẳng hạn như bị lừa tiền hay bị đối tác qua mặt. Những sai lầm ban đầu này khiến cho mình quyết định đi chậm lại, cân nhắc kỹ hơn trước khi đưa ra các quyết định lớn, đặc biệt là những quyết định liên quan tới tiền, và nhìn nhận mọi thứ ở bức tranh rộng hơn. Thứ hai, vạch rõ lộ trình phát triển ngắn và dài hạn, dự trù rủi ro. Nếu mới bắt đầu và mày mò tìm hiểu cộng với việc vốn ít thì không nên xây dựng thương hiệu ngay từ đầu, mà nên kiểm chứng quy trình vận hành bằng những sản phẩm bán chạy trước. Từ đây, nếu bán được thì nhập tiếp và xoay dòng tiền, phát triển sản phẩm riêng. Không được thì mình thu hồi vốn và chuyển sang kinh doanh cái khác. Khi mới dấn chân vào thương mại điện tử, mình xác định là làm không cần lãi, chỉ cần không lỗ hoặc ít lỗ là được. Quá trình học hỏi, thử và sai của mình dài hơn tưởng tượng. Có quá nhiều vấn đề liên quan tới xây dựng gian hàng, đăng ký chương trình, lỗi vận chuyển và tính toán lời lỗ. Thậm chí, có một giai đoạn mà ngày nào mình cũng chỉ muốn bỏ cuộc. Lúc này, mình tự nhủ là đã bắt đầu cái gì thì phải theo đến cùng. Đã không lỗ rồi thì tội gì không chơi khô máu. Dần dần, mình mày mò và thử các loại kênh, các hình thức giảm giá, khuyến mãi và các chiến lược marketing. Và cuối cùng, cũng bắt đầu ra đơn organic. Thứ ba, luôn chốt qua email. Có một nguyên tắc cơ bản là tuyệt đối không được chốt đơn bằng miệng hoặc qua tin nhắn, mà phải chốt qua email. Có lần mình phải rút 50 triệu tiền mặt gấp trong 1-2 ngày để xử lý phát sinh tiền hàng do cái tội không chốt qua email và kiểm tra kỹ số lượng hàng nhập. Các bạn ạ, dù có thân thiết đến sao, dù có là gia đình hay là họ hàng, đứng trước pháp luật vẫn là hai cá thể độc lập. Tiền nhỏ thì không quá lo, chứ mắc lỗi sai cỡ vài tỷ thì đi tù như trời đấy. Cuối cùng, nếu các bạn hỏi ý kiến mình có nên bắt đầu tự mở shop trên kênh thương mại điện tử không, thì lời khuyên của mình là có, nhưng mà thứ nhất, nên có kiến thức ngành hàng hoặc đã đi làm công một thời gian. Giai đoạn này sẽ giúp bạn biết nên chọn ngành hàng nào để phát triển lâu dài và cách mọi thứ trên thị trường vận hành. Thứ hai, nên tích góp được một nguồn vốn lớn để cân bằng giữa việc nhập hàng, chạy marketing, xoay dòng tiền. Bét nhất thì cũng nên vài trăm triệu. Thứ ba, nên có kiến thức căn bản về kinh doanh, marketing, tài chính để biết tự lên các chương trình bán hàng, biết set chính sách giá để không lỗ khi chạy nhiều chương trình và tránh bị nhập hàng nhiều nhưng không bán được và bị tồn kho. Cuối cùng cũng là quan trọng nhất là không nên kỳ vọng quá nhiều, sẵn sàng cho mọi trường hợp xảy ra và bình tĩnh tìm phương án giải quyết khi chưa đạt được mục tiêu hoặc đi sai hướng.
xin phép kết thúc ở đây và lại đi lăn xả mày mò để xem sẽ phát triển đến đâu rồi lại gõ gõ với viên tiếp nha. We don't know what the future holds, so yeah, good luck, peace.